Ngày 23 tháng 5 năm 2024, trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ va chạm hàng hải xảy ra tại ngã ba Đèn Đỏ, phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc làm 9 thùng container trên xà lan bị rơi xuống sông Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, một xà lan chở theo nhiều thùng container di chuyển từ cầu Phú Mỹ về cảng SPITC. Khi đến ngã ba Đèn Đỏ thì xảy ra va chạm với tàu khác. Cú va chạm mạnh làm 9 thùng container trên xà lan rơi xuống sông và trôi về khu phà Cát Lái. Nhận tin báo, trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.